Trong video trước thì mình đã gửi đến các bạn cái bài mở hộp và trên tay nhanh cái chiếc Redmi Note 14 Pro. Và hôm nay thì là một cái chiếc máy cao cấp hơn, phiên bản cao cấp hơn, đó chính là chiếc Redmi Note 14 Pro Plus. Nó cũng là cái phiên bản tương tự như cái chiếc Redmi Note 13 Pro Plus của năm ngoái thôi. Và nó cũng mang những cái tính năng và những cái ưu điểm cao cấp hơn so với những phiên bản thông thường. Và bây giờ thì mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái chiếc máy này nhé. Và mình có mượn cái chiếc máy này tại hệ thống của Điện Thoại Hay, thì link chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho bạn nào muốn tham khảo. Về phần phụ kiện ở phía bên trong của chiếc máy này thì nó sẽ cũng tương tự như cái chiếc Redmi Note 14 Pro thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp đựng sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là một ốp lưng silicone, cùng với đó là một cái que chọc SIM. Tiếp theo, về phía bên dưới đây thì nó sẽ có một củ sạc nhanh với công suất lên tới là 90W. Và chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ công suất sạc nhanh lớn hơn so với phiên bản Redmi Note 14 Pro. Và một sợi dây cáp, đó chính là USB Type-C. Và đây toàn bộ phụ kiện của chiếc Redmi Note 14 Pro Plus, chỉ khác biệt đó chính là về phần công suất củ sạc thôi. Nó gấp đôi so với củ sạc 45W ở trên cái chiếc Redmi Note 14 Pro. Quay trở lại với chiếc Redmi Note 14 Pro Plus của chúng ta, đầu tiên thì về phần thiết kế ở mặt trước đây, nó cũng sẽ là một cái màn hình cong tương tự như ở trên cái chiếc Redmi Note 14 Pro. Tuy nhiên phần mặt lưng sau nó sẽ có cái điểm khác biệt. Thứ nhất là phần chất liệu ở mặt lưng sau đây thì nó sẽ được làm từ kính nhá, không phải bằng nhựa như ở trên cái phiên bản Pro. Và phần cụm cam thì nó cũng có thiết kế khác biệt so với cái chiếc Redmi Note 14 Pro. Và đây, mình sẽ có hai sản phẩm ở đây để các bạn nhìn thấy nó có những khác biệt về phần cụm cam như thế này. Về cảm biến chính thì chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ, đó chính là 50 megapixel, hỗ trợ chống rung quang học OIS và lấy nét theo pha, khẩu độ là f/1.6. Ống kính thứ hai là một ống kính telephoto với tiêu cự là 60mm, khẩu độ là f/2.0 và cũng có độ phân giải là 50 megapixel, hỗ trợ zoom quang 2.5x và lấy nét theo pha. Ống kính thứ ba là ống kính góc siêu rộng 120 độ, có độ phân giải là 8 megapixel, khẩu độ là f/2.2. Và thiết kế phần mặt lưng của sản phẩm này thì nó cũng tương tự như ở trên cái chiếc Redmi Note 14 Pro thôi, với họa tiết vân giống như những gợn sóng. Và phần mặt lưng nó cũng được bo cong về cả hai phía cho cảm giác cầm nắm trên tay nó rất là thoải mái. Nhưng mà trọng lượng của chiếc máy này nó sẽ nặng hơn so với cái chiếc Redmi Note 14 Pro. Ở phía mặt trước đây thì nó cũng sẽ là một cái màn hình dạng đục lỗ. Phần nốt ruồi thì nó sẽ là nơi chứa cho chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải đó chính là 20 megapixel. Về thông số thì nó cũng sẽ có kích thước là 6.67 inch, độ phân giải là 1.5K. Tấm nền được trang bị là tấm nền AMOLED. Màn hình này thì cũng là màn hình 12 bit màu, hỗ trợ hiển thị lên tới 68 tỷ màu khác nhau, đi kèm với đó là công nghệ HDR10 Plus và Dolby Vision. Độ sáng tối đa đạt được cũng là 3000 nit và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2. Và nó cũng sẽ hỗ trợ một cái cụm cảm biến vân tay được đặt ở bên trong màn hình. Chiếc máy này thì nó cũng sẽ hỗ trợ khả năng kháng nước, kháng bụi theo tiêu chuẩn là IP69K, tương tự như chiếc Redmi Note 14 Pro, có thể ngâm ở trong nước lên tới 2 mét trong vòng 24 giờ. Về các chi tiết khác cũng tương tự thì ở cạnh bên phải đây nó sẽ có phím nguồn và phím tăng giảm âm lượng. Tiếp theo ở phía dưới cạnh đáy thì nó sẽ có cổng sạc USB Type-C, mic đàm thoại, khay SIM và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì nó cũng sẽ có loa ngoài thứ hai, đi kèm với đó là mic phụ để hỗ trợ thu âm. Và có một đặc điểm đó chính là chiếc máy này không có cổng hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa như khi phiên bản Pro. Còn về cấu hình thì nó được trang bị con chip đó chính là Snapdragon 7S Gen 3 đầu tiên. Và đi kèm với dung RAM thì có các phiên bản bao gồm 12 hoặc là 16GB, bộ nhớ trong là 256 hoặc là 512GB. Tuy nhiên thì cái chuẩn bộ nhớ trong của nó chỉ đạt được tối đa là US 3.1 mà thôi. Cái phiên bản thấp nhất 12GB, 256GB thì sẽ chỉ có bộ nhớ trong với tiêu chuẩn đó chính là US 2.2. Về điểm số AnTuTu ở trên cái con chip Snapdragon 7S Gen 3 thì đây là một chip tầm trung mới đến từ Qualcomm, thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 747.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 273.000 và điểm GPU đạt được là 190.000 với nhân Arino 810. Cái điểm tổng thể của nó thì nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với con chip Dimensity 7300 Ultra ở trên cái phiên bản Pro mà thôi. Còn về pin thì chiếc máy được trang bị viên pin có dung lượng lên tới là 6.200 mAh và hỗ trợ sạc nhanh với công suất là 90W. Về pin thì cái chiếc Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus này được trang bị một công nghệ hoàn toàn mới với hàm lượng silicon carbon cao hơn so với pin thông thường. Và dung lượng 6.200 mAh này thì là một cái dung lượng rất là khủng rồi, hứa hẹn đem lại cái thời lượng sử dụng pin châu bò ở trên cái chiếc Redmi Note 14 Pro Plus. Tuy nhiên thì cái chiếc máy này thì nó lại không hỗ trợ sạc không dây. Còn về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên cái giao diện đó chính
chính là HyperOS, thì mình sẽ vào bên trong phần thiết bị. Hiện tại nó đang ở trên phiên bản đó chính là 1.0.13, đi kèm với bộ nhớ trong là 256GB. Bộ nhớ RAM thì hiện tại đang là phiên bản 12GB. Đây là cái phiên bản thấp nhất của cái chiếc Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus. Với mức giá hàng xách tay rơi tầm khoảng hơn 7 triệu đồng thì mình nghĩ đây là một cái chiếc máy khá là đáng mua. Tuy nhiên hiện tại nó chưa có sẵn tiếng Việt và cũng chưa thể unlock được bootloader để cài tiếng Việt. Vấn đề này thì các bạn có thể liên hệ tới kỹ thuật của Điện Thoại Hay, và mình cũng sẽ để link của sản phẩm ở phía bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể dễ dàng tham khảo tại hệ thống của Điện Thoại Hay nhé. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc Redmi Note 14 Pro Plus thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.